Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một con Sony 1 Mark 2 nha các bác nhé. Thì con này màu trắng và con này phải nói là còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Thì con này nó không hề có một lỗi lầm gì dù là nhỏ nhất nha các bác nhé. Thì em sẽ show cho các bác cái ngoại hình của nó. Nó rất đẹp luôn. Đây, và thể đây là mặt đáy đây. Gần như là không xước một tí nào luôn nha các bác nhé. Cổng sạc còn rất là mới luôn. Đấy, cục sạc thì chưa sức thế nào luôn các nhé, rất là đẹp. Đây là cạnh trái đây, cạnh trái cũng thế, rất là đẹp luôn, không hề sức tí nào luôn. Rồi các bạn, không sức thế nào luôn nha các bạn nhé. Đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng thế các bạn nhé, cổng 3.5 còn rất đẹp và cũng không sức tí nào luôn. Đó. Đây là cạnh phải này. Cạnh phải này cũng thế, gần như không xước tí nào là con nhé. Đây như hình như đây có một chấm bé tí này. Chắc các bạn cũng không nhìn thấy, không nhìn ra luôn đấy. Nó quá bé luôn. Tại vì em lau không hết thôi, nhìn thấy nó có thì em bảo thôi. Nó quá là bé luôn. Đó. Ok các bác, nói chung là con này thì cạnh viền thì quá đẹp rồi. Đây, còn đây là mặt lưng. Mặt lưng thì con này cũng rất là đẹp luôn các bác nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Và đây là cái cụm camera đây. Cụm camera còn rất đẹp nha các bác nha. Đây, rất là đẹp luôn, gần như không xước nha các bác nha. Rất đẹp luôn. Rồi. Đây là mặt trước đây. Mặt trước của con này thì rất là đẹp rồi các nha, hình như cũng có một vài cái vết xước lông mèo rất là bé thôi, mà nghe ánh điện nó cũng rất là ít đấy, có một hay hai vết rồi đấy. Nhưng mà phải nghe ánh điện mới thấy thôi, chứ còn nó rất là bé luôn, nếu mà nhìn ở ngoài đây, nếu mà nhìn thẳng không nhìn thấy gì luôn đấy. Nói chung là cái màn hình rất là đẹp luôn các nha. Thì con này nó phải được khoảng 9,5%. Đấy, thì con này em đang bán là giá là 5,5 triệu nha các bác nhé. Thì con này em sẽ test cho các bác mấy cái chức năng cơ bản thôi, nhất là phần pin ấy. Pin thì các bác hay quan tâm, anh em dùng con này thì toàn xoay pin thôi, thì các bác em cũng hiểu, rất là hiểu các bác. Nhưng mà con này kể cả pin có đủ 4.000 nữa thì nó vẫn là yếu thôi các bác. Các bác dùng thì phải nói thực tế là nó như vậy, chứ không thì các bác lại bảo là pin sao 4 năm rồi mà xuống thế. 4 năm rồi mà con điện thoại còn zin zin mà các bác đòi pin nó còn khỏe thì đúng là điều phải nói là vô lý. Đây, wifi bình thường đấy các bác nhá, em tắt wifi luôn xem nào. Đây, 4G bình thường này, em sẽ nghe gọi xem. Tiệm cận bình thường nha các bác. Rồi, ok. Em sẽ vào trong nó test cho các bác nhé. Camera cái thứ thì nó bình thường hết nha các bác, chả cần phải test đâu, tại vì cái này con này nó rất là lành mà các bác, chả có vấn đề gì luôn. Em vừa khôi phục lại gốc đấy, chả có vấn đề gì luôn. Nó thoát cái gì nhỉ? Rồi. Ok các bác. Từ đây test cái cảm ứng cho bác này. Ok các bác, hoàn toàn không có lỗi gì về cảm ứng. Màn hình này, màn hình rất là đẹp nha các bác nhé, không hề có ám ố hay là lưu ảnh gì hết, quá đẹp luôn. Màn hình con này thì hiện tại vẫn là cái màn hình mà em phải nói là mà đẹp nhất thế giới điện thoại hiện tại luôn. Đèn LED này bình thường nhé,
loa trái này, loa phải này, ok, microphone này, à đây là 3.5, microphone dưới này, alo 1 2 3 4, ok, mic trên này, alo mic trên, mic trên. Đấy, bình thường nha các bác nhé, em đang nói hơi xa nghe tí thôi. Rung này, rung rất mạnh nha các bác nhé. Rồi, mấy đèn flash này. Có đấy nha các bác nhé. Mấy cái con 3 chị em này thì bình thường hết. Đây, cảm biến ánh sáng này. Đấy, về không này. Ok các bác. Cảm biến tiệm cận này. Ok này. Đây áp suất đây, áp suất là 1012 lên 1018 rồi nhảy còn rất là mạnh. Bộ nhớ này, này đây pin này, pin thì pin cái này đang khoảng tầm 3374 thì nó cũng thực dạng là đã xuống cấp rồi, phải nói thật như thế. Nếu mà theo cái thông số này thì nếu mà các bác cứ nghĩ đi, 4 năm rồi một con máy 4 năm rồi mà pin nó còn được như này là em thấy là đã rất là tốt rồi. Pin con này là 4.000 mà các bác. Nếu mà các bác bảo anh là 4 năm rồi mà dùng mà pin vẫn còn tầm 37 38.000 thì quá là ghê gớm. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Vân tay bình thường này. Ok. Vân tay test chỗ này không ạ? Vân tay bình thường nha các bác nhé, test là phải ra ngoài ấy luôn, ra ngoài để thiết lập vân tay thì mới ngon. Rồi xem trong này còn cái gì test được không nào. Đó thì cái này thì chẳng nó em cũng dùng mấy ngày nay rồi, chả có lỗi lầm gì cả và vừa với khung đẹp gốc cho các bác xem. Đấy. Ok các bác, thì nói thật là nếu mà con này so với con LG ấy, LG V60 thì con này nó vẫn đẳng cấp hơn hẳn. Chỉ mỗi cái là con này cái pin nó yếu hơn V50 V60 thôi, cho nên là anh em chê thôi. Và thực sự là bán con này chả bây giờ phải sợ là phải bảo hành cái gì cả, tại vì nó quá lành này. Từ màn hình rồi từ chân sạc các thứ, nói chung là không phải lo, là gần như không phải lo bảo hành. Em chưa phải bảo hành con này bao giờ cả, nó chả có lỗi gì cả ngoài cái lỗi là pin nó hơi yếu thôi. Và bác nào mà dùng đến Sony thì thừa biết là pin của bên Sony thì không có nào ngon mấy, cho nên là anh em nào hiểu thì nói mới hiểu và là fan chân chính thì mới cứ dám mua Sony, chứ còn mấy ông mà kiểu là thấy hay 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 mua xong rồi chê nó cũng chê ẳng chê là pin yếu thì nói chung là cũng khó nói chuyện lắm. Đấy, ok bác, thì con này phải nói là rất đẹp nhé, và cái giá nó đang là rất rẻ rồi, chả còn nói thực là chả có ai bán rẻ như em cả. Cho nên các bác cứ suy nghĩ đi, cái này thì nó rất là, em thấy là nó rất là phù hợp để các bác mua. Em thấy là nếu như mà để lựa chọn giữa con V60 và con này thì lựa chọn con này vẫn ngon hơn các bạn, thật sự là như vậy. Pin nó có yếu tí thì mua thêm cục sạc dự phòng, ngày cùng lắm sạc 2 lần được cùng. Đấy, buổi trưa cắm vào tí xong là ngủ ngủ trưa xong rồi chiều dậy lại có máy dùng bình thường. Đấy. Ok các bác, chào các bác nhé.